Cây cò nó lại xuyên thủng vô cái phần thịt của cái cây mandolin đó, cái phần trống, cái phần lo nó ra, nó sẽ ra đường này. Hai anh em đó là mãi mãi bên nhau. Ông Chính ơi, thì nãy giờ con là một người hậu thế, thì con tìm đến ông cũng vì cái tài đam mê đờn ca tài tử như sống với nghề của ông. Hôm nay thì con muốn con gặp ông ở trên tay đó, có một cái cây đàn ở đây. Ông Chính có thể giới thiệu về sơ về cái đàn này cho con và mọi người cũng biết được không? Được, ví dụ cái đàn này đó. Dạ. Thì bản thân luôn nó cái đàn tùng tân nhạc nha, cái đàn tùng tân nhạc. Dạ. Cái này là cái loa nó kêu trại trong này luôn, là đàn không cũng được, không cần máy. Dạ. Không cần. Dạ. Chỉ mở cái này thôi. À, nó có pin hay không? The Bluetooth device is ready to pair. Dạ. Cái đàn thùng nó rất là tròn, rồi bắt đầu tôi cắt, tôi đưa cái máy này vô trước. Dạ. Cắt được cái. Đây là không cần, không có cái gì cho nó ca vô đây luôn được, tại cái máy nó nhỏ ngoài, tôi lấy ruột ráp vô, nó ví dụ vậy đó. Dạ. Đó, rồi tôi mới cắt ra. Làm tính ra thời gian 2 tháng trời đó. Cái này là tôi lắp cái hậu di, cái này cái hậu di hấp gen nè. Dạ. Rồi cái cần tôi phá cái cần cũ của nó, tôi đặt cốt cái tôi lắp cái cần rời ra. Rồi cái này tôi lên tôi lắp một cái này. Cái này được 3 cây, cái hậu di, cái guitar và cái kìm. Cái cây đàn này thì tích hợp 3 cây, ông có đặt tên cho nó là cây gì không Chính? Cái đứa con tinh thần của mình, ông có đặt tên cho nó không? Thì cái giá thể nó là rồi, vậy thôi, chứ nó không phải là tứ tiêu cầm. Cái tứ tiêu cầm là 4 cây, cái này cũng nó dạ. Cái cò vô nữa. Thì ông Chính thì gọi nó là một cái giá thể, trong đó tích hợp 3 loại đàn, 3 cây trong một. Điều đặc biệt ở trong cái đàn của ông Chính thì không ghim điện vô vẫn có thể lo đó, nó có thể nó ra âm thanh được. Ví dụ mình chơi đi du lịch lên núi hay là đi đâu dưới ghe rồi không có điện nữa vậy đó. Ví dụ vậy đó. Dạ thì thôi thì ông Chính giới thiệu con nghe cũng thấy hấp dẫn quá. Bây giờ trên cái đàn này ông Chính có 3 cây. Thì mỗi một cây ông Chính làm một bản vắng nhỏ nhỏ cho con với chú được, Phước và mọi người cùng thưởng thức. Một bản ông đờn 3 cây luôn. Dạ một bản ông đờn 3 cây. Chuyển lên, ví dụ vậy. Dạ rồi con xin mời ông Chính. Dạ. Bây giờ mình sẽ đàn trên cây đàn Hà Quy Di trước. Dạ. Thu giờ khúc. Dạ. Cái tên là Giang Nam Cửu Khúc. Dạ. Thank you.
Quá hay. Còn cảm ơn ông Chính rất là nhiều. Lòng mẹ không Chính hả? À, ông Chính có thể nói sơ về cây đàn này cho con biết được không? Ông Chính nói cây đàn này có thể vẽ làm hai ở cần hả? À, làm hai nè. Khi mình đi đâu mình xếp mình bỏ vô cái túi áo cho nó dễ. Dạ. Bắt lề đó cái gì đâu. Dạ, cây đàn này mình kêu là cây đàn cái gì đàn không? Tam quyền di. Tam quyền di. Cái ý nghĩa tam là cái lấy cái que khỏ là tam thập lục. Tam là lục cái bản đờn nó 36 sợ có hai que. Dạ. Là tam. Mình dạ. Lấy cái ý tưởng tam. Quyền nó có độc quyền không này, ví dụ đây nè. Đa quyền. Di là lấy cái lóc này. Hà quy di. Lóc và quyền. Nó di, nó di chuyển. Di chuyển nó trên. Là ta người di, cỏ bằng que. Có âm sắc nó vừa hà quy có, nó vừa ví dụ đây. Thank you.
Câu dụng cổ hả chú hả? Thì gồm có hai nhạc cụ, đây là cây gáo, à. Bên đây là cây kèm. Mô hình của nó là một cái mô hình của chiếc thuyền. Bên đây cây sến. Chiếc thuyền Hậu Giang. Dạ, thuyền còn cây cây này thì đây là cây này thì nó là một cái máy ảnh à nha, mô hình quá lộ luôn. Dạ. Đây. Bụi quá. Ở ngoài đằng trước nó là mô hình của nó mang một cái tính chất là giống như một ở ngoài sau thì nó bức tranh giống như một bức tranh. Đây là một cái bức tranh nhưng mà lại quay ra sao thì nó giống cái máy ảnh. Tức là ý tưởng của anh nó nhiều cái phong phú mà anh nghĩ ra chứ người khác không có nghĩ được. Ở trên đó có mang hai nhạc cụ. Dạ. Hai nhạc cụ là cây gì anh? cái này cò cũng cò đúng cò. Cái này kìm đây kìm cò kìm. Dạ thì kìm phải răng nó thưa anh. Giới thiệu sơ thì nãy giờ cái phòng nghiên cứu của mình đó chú, cái phòng trưng bày của mình thì vòng vòng ở đây nó cũng đã hơn 10 nhạc cụ mà do chú tự sáng chế. Một cái diện tích không lớn lắm nhưng mà nơi đây chứa rất là nhiều nhạc cụ. Là đây nữa nè. Này cô bác quý anh chị sẽ quay là mệt nghỉ luôn. Những cái đàn này thì không phải muốn gặp là gặp được đâu. Đâu dễ vậy đâu, dạ. Dễ gì thấy đâu. Cây hạ quy di. Chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Đây là kìm. Đây là cây đàn kìm. Kìm nhưng mà cái này biết cái gì không? Cái trống mấy bà bóng. À mấy bà mua bóng gối hả chú hả? Bà bóng gối rồi cái trống nó xuống rồi mình bà bán rẻ là 50-70 rồi về cái rồi. Đục là mới còn cái mặt da trâu nha. Dạ. Cái trống hả? Ồ quá hay luôn. Ở đây là cây đàn là 3-1 nữa nè. Cây hạ quy di sến với lại cò. Gặp chú cũng giống như chú Phước thì đây chú Phước cũng là một nghệ nhân sáng chế đàn luôn. 10-1, 12-1. Để tham khảo đi. Dạ. Xin giới thiệu với các bạn gần xa đó, đây là một sư ca. Sư ca 71, còn tôi có 69 à. Công trình này là của chú vẫn đang dang dở nè. Cái đàn này là tam nè. Cái đàn này là tam về ông chính con quên mất tiêu rồi. Tam quyền di là 3 giây không chính. Hình thù quái lạ quá. Đây là cây mandolin mà theo ngày xưa giống như gọi là tiều bà. Điều đặc biệt trong cái cây đàn này là như chú Vước nói nè, cây đàn này thì nó ở đằng sau của nó là cây cò nó lại xuyên thủng vô cái phần thịt của cái
cái mandolin đó, cái phần trống, cái phần lo nó ra, nó sẽ ra đường này. Hai anh em nó là mãi mãi bên nhau. Nhìn hình thù nó cũng đẹp quá ha chú ha. Có ý tưởng dạ. gọi là lạ mà... Ở cái mặt của mandolin này là làm bằng da trâu hả chú ha? Không, cái này cái trống. Cái trống cốc của bên nhạc lễ đó. Dạ. Trống nó vừa cũng đầu muốn cắt lắp vô. Có nhà cụ thì chú lại sử dụng là cái trống. Có nhạc cụ thì chú đồ múa cũng múa bài múa trống gói đó, múa bóng gói rồi đó. À đó, múa bóng cầu hồn rồi đó. Xin thưa quý bà con, hôm nay là cũng là cái mùa dịch virus 19, nhưng mà anh em từ Đồng Tháp với An Giang đã đến thăm tôi, nhưng mà trước khi thăm mà tôi ở nhà có mấy thanh niệm tôi đo rồi, bây giờ trong 3-4 người để đờn ca chơi hay là đờn quà tấu. Tôi Lê Thanh Quý, còn của chú ở bên tôi là Hồng Phước đó. Thì chú Hồng Phước chú đờn có 3 cây trong một, chú đờn cũng trách cây guitar, còn tôi là cây đờn mini sến, đờn 2 câu giọng cổ, cây dây kép. Con cảm ơn ông Chính chú Bước luôn.